Nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn công tác đến thăm và làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cùng đi có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường. Tiếp đón đoàn công tác về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của thành phố Đà Nẵng để vượt qua những khó khăn do thiên tai bão lũ gây ra, cũng như phòng chống hiệu quả Covid-19, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng năm mới đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Đồng thời kỳ vọng thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng, phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại trong tương lai. Cảm ơn lời chúc mừng của Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, tuy thời gian qua thành phố Đà Nẵng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm và nhất là sự đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, làm nền tảng quan trọng để khôi phục và tăng trưởng kinh tế bí thư thành ủy nguyễn văn quảng gửi lời chúc năm mới đến trưởng ban nội chính trung ương và đoàn công tác đồng thời bày tỏ mong muốn ban nội chính trung ương thời gian tới tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố tiếp tục tháo gỡ các điểm ngãn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lâu dài